Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katija đồ cuộc sống Pháp. Đây là con Dung nó đăng ký cây thông Noel đó cô chú anh chị. Là ông Thịnh Liện ổng đang lắp mâm máy sưởi cho nhà Dung, máy sưởi mà máy lạnh luôn á. Hai ông ngày hôm qua là hai ông trang trí cái thông Noel nè. Un moteur pour deux clips. Ah, d'accord. C'est quelle marque ça? Atlantique. Atlantique. Đây là cái chỗ lắp máy lạnh trong phòng con Dung đó cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị đây để Dung tệ chưa, cái ổ điện này nè, là nó cái nắp đậy cái ổ điện này là mua rồi, nhưng cô chú anh chị mình còn chưa mua nữa nè. Coucou. Et bonjour. Ça va? Hey Jacques. Jacques, tu finis le meuble? J'ai fini. C'est fini? Mấy tuần vừa rồi thì bạn Dung đi ráp đồ nội thất cho con trai của chú anh chị, cho nên là anh không có tới phụ Dung dọn nhà được. Thì trong tuần này nếu mà trời không mưa thì mình sẽ dọn. Đây là cái cục nóng đó cô chú anh chị. Mùa đông á thì mình sẽ phải làm cái kết như vậy nè để mình đậy nó lại cô chú anh chị, chứ không phải là cái cục nóng nó đông á là bên trong máy lạnh nó chạy không nổi luôn. Năm rồi á là nó bị đông tuyết luôn cô chú anh chị đó, cho nên là mình phải làm cái mái che như vậy đó. Cái này là hồi xưa là gara xe nha cô chú anh chị, nói chung là mỗi đời chủ người nào cũng bỏ rất là nhiều tiền vô trong này để sửa chữa cái chỗ này hết đó cô chú anh chị. Thấy là nó vẫn mới có nửa tường là bê tông thôi, còn phía trên nó là cái mối nối rất là to đó cô chú anh chị. Rồi tường chưa, ở bên ngoài là không có kiểu như vậy, chống ẩm isole đó. Cho nên là trời mưa là chân tường nó bị móc như vậy đó. Mùa hè năm nay thì Dung sẽ thuê người lại cho người ta sơn toàn bộ mấy bên ngoài luôn. C'est la clim réversif ça non? Oui oui, comme l'entreprise du restaurant c'est le même. Anh bạn của Dung á, nói với Dung là máy lạnh vào mùa đông á, mà máy sưởi luôn thì mình mở ở nhiệt độ là 19 độ C và để hoài luôn cô chú anh chị không tắt. Ảnh nói suốt mùa đông là nhà ảnh là máy mở trên 24/24 luôn. Nếu mà mình tắt rồi á, mình mở trở lại á, là nó hao điện dữ lắm. Ảnh nói là cho nên là để suốt luôn với nhiệt độ là 19 độ. Anh bạn Dung á, là thợ điện của chú anh chị có công ty, nhưng mà ảnh không có cái bằng, ảnh lắp máy lạnh được thôi nhưng mà ảnh không có cái giấy chứng chỉ để mà giống như cho cái hoạt động cái máy lạnh nó hoạt động á, là phải có một cái ekip khác lại để kiểm tra rồi người ta mới giống như cấp phép cho cái máy nó chạy á. Để chừng nào mà Dung dọn đồ nội thất vào hết rồi Dung quay lại cho cô chú anh chị xem. Giờ vẫn còn chưa có đèn đuốc gì hết trơn á. Đồ đạc cái thùng cạc tông Dung để lên tới nóc vậy. Thấy cái nhà nhỏ không có bao nhiêu đồ hết cô chú anh chị ơi, mà dọn hoài không hết luôn á. Nội quần áo mền mùng xíu gối gì thôi tùm lum hết trơn á, đem ra rồi nói đồ mà không xài là mình để lại nhà bớt rồi đó. Đây là bên công ty điện lạnh, người ta đến người ta kiểm tra và cho máy hoạt động đó cô chú anh chị. Giống như là mình bảo hành luôn vậy đó. Đây là bạn Dung lắp cái tủ kính tinh trừa tường cho mình, rồi một cái chân tủ gắn vô tường nữa. Có một cái kiến đầu tiên không mà bao nhiêu đó ốc vít đó cô chú anh chị, trời nhìn là Dung táo quả luôn rồi. Làm nhà của chú anh chị tới đâu cũng suôn sẻ hết, mà đụng tới cái phòng tắm là thôi nó té việc ra tùm lum luôn. Dung muốn phải khoe nha, tại vì cái phòng tắm này á, hồi trước cái chỗ này cũng là phòng tắm của ông chủ cũ luôn. Thì
mà điều nó không có như vậy nha cô chú anh chị. Dung lót gạch, rồi dung dán gạch, dung sơn rồi lại hết, thay cửa sổ rồi luôn. Chứ đó đây là không có cái cửa sổ nào hết trơn á. Xong rồi cái ông mà lát cái nền cho Dung á, là ông làm cái phòng tắm trong đó đó cô chú anh chị. Cái nền tắm đó là mình dán gạch à, mà cái đường ống á, ông đặt cái đường ống không có vô cái hầm, đặt cái đường ống nó chảy ở đâu không biết nữa. Khi mà xả nước là nước nó trào ngược trở lên, không có tắm được. Là từ hồi làm tới giờ là cũng 5 năm trời rồi đó, là Dung đâu có xài được đâu cô chú anh chị đó. Xả nước là nó trào trở lên rồi cũng đâu có tắm được, là bỏ không luôn á. Vì bữa hôm anh bạn Dung phải đập phía sau ra, rồi cải cái chỗ nhà kho mà để mấy cái bình ga đó, đó là đào lại cái đường ống, kêu kêu thợ sửa ống nước đồ này kia, người ta lại người ta làm ui tùm lum hết trơn. Nói chung là tiền nó quần thấy sợ luôn á. Nói cô chú anh chị lại bảo Dung khoe chứ cái nhà tắm không á là ngốn hết 3.000 euro đó cô chú anh chị, khiếp thật luôn á. Dung thay cái cửa sổ nè, Dung lót cái nền nè, Dung dán cái nền nè, chạy điện nè, sơn trần nè. Mua cái tủ rửa, cái bồn rửa mặt nè, cái bồn rửa mặt, rồi cái tủ là riêng nha cô chú anh chị. Rồi cái tấm kiến nè, rồi bây giờ hai cái gương, rồi bây giờ một cái tủ nữa, rồi làm toilet đồ loại mới, coi như cái này là toàn bộ mới hết rồi cô chú anh chị. Mà nặng cái chi phí là cái Dung bị cái đường ống nước á, là nó không có vô cái đường hầm thôi. Ông bạn cũng xả Dung ra, rảnh rỗi thì anh đến gáp giùm cho tụi mình chứ trời, mua mà để vợ chồng Dung nữa à. Đợi không biết tới năm tháng nào mới gáp xong. Để hai cái khung lên đó cô chú anh chị. Đó nó vướng mấy cái học này rồi, bây giờ Dung phải đem qua Dung đổi lại. Dung lấy nguyên một cái tủ kính không có học này để lắp vô. Bây giờ Dung đang lên đồ nội thất cô chú anh chị, chứ đang dọn nhà. Tủ đồ này kia mình phải chuyển về đó, khi nào dọn xong thì Dung quay nhà mới nhà cũ cho cô chú anh chị xem. Anh lại ráp nhầm rồi cô chú anh chị. Bây giờ phải cải trở ra. Tu de monte, cái gương cho trên cái bồn rửa mặt rồi đó cô chú anh chị. Có đèn luôn rồi. Bên này thì ở trong đây là tủ nè. Si si, y a des clés, y a du monde encore. Ouais. Si ça n'a pas fait la fonte en silicone, ils sont partis au courant. Còn cái góc cái chỗ này nè cô chú anh chị, đó là mai mốt mình mua kệ mình gắn lên được nữa. Bây giờ anh bạn Dung sẽ ráp cái tủ, mà cái tủ này nó không có chân nha cô chú anh chị. Cái tủ này là bắt thẳng lên trên tường luôn. Anh bạn Dung nói còn chỗ được hai cây để được hai cái tủ cô chú anh chị á. Bây giờ mình bắt lên trước một cái. Yes. Yes, c'est d'accord. Est-ce que tu crois José? Mon salle de bain coûte 3000 euros. Est-ce que tu croyais? Mon Dieu. Quand tu fais du travail, tu penses pas, mais bon, quand tu calcules, ça coûte 3000 euros. Oh, c'est incroyable ça. C'est pas incroyable. C'est affreux maintenant. Et ça va être pire, tu me crois? Đây là cái phòng tắm của Dung đó cô chú anh chị. Đó, mình lắp xong máy sấy khăn nè, kính cho toilet nè, rồi vòi tắm nè. Sàn mình cũng làm lại mới hết nha. Rồi cái phòng tắm này á là Dung không phải Dung khoe nha cô chú anh chị, mà không phải là mình than luôn đó. Trời ơi, cái làm cái phòng tắm này á là 3.000 euro. Mà được, được. Ủa giờ là machine laver.
Là tu peux le mettre, regarde. Là, là. On a fini ça. Là 3000 euro đó cô chú anh chị, thì nó cho 3000 tại vì đồ nè, tủ nè, rồi máy sấy khăn đồ này kia nha, rồi đây. Đây là toilet, phòng toilet của Dung mà Dung dán gạch mới luôn nha cô chú anh chị đó. Toilet mà chưa có cái đồ để giấy rồi. Ở đây mình sẽ làm kệ rồi nữa nha cô chú anh chị, kệ hoặc tủ để mình dọn đồ gọn lên. Đó trên trần là chưa sơn nữa nè, thấy chưa? Ông thợ sơn ống sơn. Ống sơn ở ngoài. Ông sơn ngoài không rồi, còn cái ở trong này là ông chừa lại còn cửa nè, chứ sơn nó thấy chưa. Ông xã Dung á làm hai vợ chồng cứ đổi ý đổi tới đổi lui, bắt cười lắm. Chứ là định là cái chỗ này là để được hai cái tủ này à, là ông xã Dung nói thôi để mua thêm một cây nữa dán vô. Xong rồi Dung mới nói thôi để cái chỗ này là treo áo khoác tắm rồi này kia đó cô chú anh chị, treo khăn rồi này cũng được, hay là để mình lắp kệ thôi chứ không có gắn tủ nữa, gắn vô thì nhìn nó nhiều lắm. Pourquoi maintenant? C'est 3 heures. Eh oui. Oui. Đó, cô chú anh chị thấy không? Ở dưới là nó không có cái chân nha. Mình treo nó lên trên tường như vậy đó. C'est que tu as pris ici-là? Les rois Merlin. Ah, aussi. Ouais. C'est moi, je t'aurais pris les deux là. Pourquoi on les mettait là? Đó cô chú anh chị, đó là cái tủ nhỏ đó, mình để mình đi mua một cái nữa, là hai cái để lên. À, đây là... Il y a quelle heure? 6 heures ou 6 heures de nuit? 6 heures de nuit, j'ai dit. 6 heures de nuit. Ngoài 6 giờ đêm rồi. Đó, kệ là kệ bằng kính nha cô chú anh chị, nhưng phải bằng gỗ luôn, Dung tưởng nó là bằng gỗ. Mà cái này á là dạng như người ta hàng tồn kho đó cô chú anh chị ơi, nó rẻ nha. Đó, chứ không phải là ấy rồi họ giảm giá cho mình có phân nửa tiền thôi. Ngô. Oh, cái tủ đó bằng gỗ sồi đó cô chú anh chị. Sen à? À sẽ là con sen. Mình đó. Dung đi coi để mua cái bàn học cho con Dung mà nó tới 200 mấy 300 nè cô chú anh chị ơi, nhưng mà nó nhỏ xíu à, mà điều nó cũng có một cái bàn với 4 cái chân thôi à, dưới thì nó có thêm 2-3 cái học tủ vậy đó. Anh bạn Dung nói mua như vậy mắc lắm, thì anh làm cho cháu anh ở nhà đó, là Dung đi mua cái tấm ván gỗ này là có 24 thôi cô chú anh chị, ở Leo Merlin luôn. Xong rồi mình mua thêm hai cái chân nữa đó, vậy mình bắt hai cái miếng IKEA vô rồi bắt vô tường là mình được cái bàn học rồi. Xong rồi Dung sẽ đi mua những cái học tủ rời đó cô chú anh chị, nó rẻ lắm. Mình để ở dưới bàn á cho các con dọn cất tập sách vở đồ này kia. Tại vì nhà mình là hai đứa cho nên làm cái gì cũng phải tính hai không à. Mà bàn học ở những cái chỗ người ta bán thì chỉ có một bé thôi cô chú anh chị đó, mà mua thì phải mua tới hai cái cho nên bạn Dung nó hồi vậy tốn tiền lắm để làm như ảnh làm cho mình như vậy nè, thì nó rẻ hơn. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Và những cái tuần này thì sau khi làm tiệc xong thì Dung tranh thủ dọn nhà cô chú anh chị, thời tiết trở lạnh lắm rồi, nhà cũ của mình thì cũng hết dầu ma rút rồi cô chú anh chị nha, cho nên là cũng Dung không có trữ củi luôn nữa, cho nên là mình không có đồ để sưởi ấm, cho nên tranh thủ dọn về đây cho sớm, thật là sớm. Thì Dung cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Thì cái video Dung chia sẻ về cuộc sống làm nhà tắm này kia thôi, rồi không phải khoe nha cô chú anh chị. Thì quay cho cô chú anh chị xem, thì để khi nào Dung dọn đồ nội thất hết rồi á, lau chùi sạch sẽ rồi này kia, Dung chia sẻ cho cô chú anh chị xem.